Xin chào, chào mừng quý khách đang xem trên trang fanpage của Đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và thành công. Công ty Đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai xin giới thiệu với quý khách một bộ bàn ghế vô cùng độc đáo. Vì sao nó độc đáo? Cái thứ nhất là nó đã được giải nhất của hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng tay tại tỉnh Bắc Ninh. Cái thứ hai nữa là nó được làm bằng chất liệu gỗ Cẩm Nai. Và cái thứ ba nữa là nó được làm bằng 100% nghệ nhân. Cái thứ tư nữa là nó được làm 1 năm mới xong. Và cái thứ năm nữa là nó được chọn gỗ rất là tỉ mẩn, kỹ càng, từ khâu chọn gỗ đến khâu mà xẻ gỗ là được các nghệ nhân họ đã chọn lọc rất là kỹ càng để ra một sản phẩm đẹp, thì nó rất là nhiều yếu tố, phải 9 yếu tố thì mới ra được cái sản phẩm đẹp đẽ như thế này. Và hôm nay thì công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai xin giới thiệu với quý khách bộ bàn ghế dầm đỉnh gỗ Cẩm Nai. Bộ bàn ghế dầm đỉnh gỗ Cẩm Nai có rất là nhiều các hoa văn, họa tiết rất là chi tiết, bạn làm 100% bằng tay, và khi quý khách đến gần nó thì quý khách sẽ cảm nhận được cái sự dày dặn, chắc chắn, bền vững, trường tồn, quý hiếm và vô cùng độc đáo của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai từ trước đến nay. Nó đi thi với hàng nghìn sản phẩm thì nó đã được giải nhất của tỉnh Bắc Ninh. Cái bộ bàn ghế này, họa tiết của nó tốn thời gian nhất chính là cái con nghê đỉnh này này, và cái hổ phù cũng như là cái đôi rồng như thế này để chạm chạm khắc ra. Thực ra thì bộ bàn ghế này tất cả công đoạn chỗ nào nó cũng mất nhiều họa tiết, và chỗ nào cũng cần phải là thợ họ dồn rất là nhiều tâm lực cũng như là thời gian thì nó mới làm ra được cái sản phẩm này. Nhưng mà những sản phẩm cực kỳ mà phải mất nhiều thời gian mà cần cái sự nghệ thuật thì đấy chính là những cái con đỉnh nghê này, cái hổ phù này này, và những cái con ví dụ như là con phượng này, phượng hóa này, hay là những con rồng hóa này này, thì để thể hiện được nguyên cái sự đẳng cấp của nó, hay là có cái điểm nhấn hay người ta nhìn người ta xúc động, thì nó là gồm tất cả những cái đường nét chạm này. Nó chính là một cái sự nó chính là một cái sự để tôn nổi bật lên cái bộ bàn ghế đây, kể cả những cái rồng hóa như thế này và tất cả những cái đường cong của cái bộ bàn ghế này, hay là cái để tay của con nghê này, hay là cái hòn ngọc ngậm ở trong cái miệng nghê, thì cũng rất là cần phải phải có được cái sự trau chuốt của cái người thợ. Không phải là chỉ làm cho xong, không ai được làm cho xong cả, và ai cũng phải làm tần mẫn tỉ mỉ, kể cả những cái chữ vạn ở đây này đấy, vạn phúc, vạn lộc, vạn thọ ở trong này, họ cũng cần phải làm từng cái đường nét rồi một tinh tế, chi tiết và sang trọng dĩ di, hay là những cái sen dẹo này này, thì cái người thợ cũng phải đặt đặt hồn vào sản phẩm, chứ không thể tự nhiên mà nó ra được cái sản phẩm đẹp đẽ như thế này. Thế và kể cả các cái đường nọng lỗ chẳng hạn, như là các cái lỗ này thì khi mà sờ vào trong hay ngoài thì vẫn cảm nhận được cái sự nhẵn nhụi của cái bên trong của cái bộ bàn ghế. Và đấy, khi mà đặt cái tay vào thì nó mất cả nửa bàn tay của cửa Hướng Mai để sang bên kia mà nó vẫn rất là nhẵn nhụi và chắc chắn. Bộ bàn ghế này sẽ rất phù hợp với một là sảnh khách sạn, hai là các cái nhà VIP, họ có khoảng độ 80, 60, 100 mét vuông, thì cái bộ bàn ghế này, bởi vì xung quanh là nó đục hết tất cả hai ba mặt, nên là quý vị đi chỗ nào nó cũng vẫn rất là đẹp, nó đẹp từng cm, từng mm một, cho nên là nếu như mà phòng khách càng rộng càng đẹp, mua sắm những bộ bàn ghế này, bởi vì nó sẽ thể hiện cái sự đẳng cấp, nó cũng tôn lên những cái giá trị cho ngôi nhà của quý khách. Và khi bất cứ cứ một đoàn khách nào đến tham quan hay là chơi hay là tụ tụ hội ở gia đình thì họ cũng rất là trần trồ, và bản thân quý vị thì sẽ rất là tự hào bởi vì mình đã lựa chọn rất là đúng khi mà chọn bộ bàn ghế này. Không những thế, nó lại còn bền vững mãi với thời gian, mãi mãi trường tồn, khi mà quý khách bất cứ lúc nào có nhu cầu đổi hoặc là bán lại thì nó chính là một khối tài sản, và để lại cho con cháu thì nó là một cái tài sản vô cùng, con cháu họ có thể sau này bán gấp 10 lần nữa, bởi vì cái giá trị là còn mãi, nó không khác gì bất động sản chỗ VIP cả. Và cái bộ bàn ghế này cũng thế, quý hiếm, đẹp, độc lạ. Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai thì
rất là nhiều sản phẩm và có thể phục vụ được quý khách từ những bộ rất là đơn giản, nhẹ nhàng, mấy chục triệu thôi. Nhưng mà cũng có những sản phẩm vô cùng VIP, vô cùng độc đáo. Quý khách nếu như mà quan tâm hay là yêu thích đồ gỗ mỹ nghệ đồng kỵ, đặc biệt là yêu thích các làng nghề truyền thống, thì hãy đến với công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai tham quan và trải nghiệm. Bộ bàn ghế này nếu như đủ duyên thì hãy mua sắm, bởi vì nó chỉ có một mà không có hai. Kính chúc quý khách một tháng mới 2021 năm Tân Sửu luôn luôn dồi dào sức khỏe, thành công, diện mạo đẹp và tràn đầy năng lượng, cũng như là rất là có trí tuệ. Gia đình thì sức khỏe, một năm mới vô cùng thành công. Công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai rất là trân trọng biết ơn quý khách trong nhiều năm qua đã theo dõi các trang fanpage của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai. Có những quý khách thì đã là khách hàng của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai nhiều năm qua. Nên là kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng và thành công. Xin cảm ơn.